được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay thì sẽ lên sóng cho các bác một em xe trong phân khúc xe hạng D siêu giữ giá, và thời điểm giờ thì em đang cắt lỗ quý vị anh chị nhá. Quý vị anh chị cân đồ cụ thể về em xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em để có thể chốt giá em này tốt nhất cho quý vị anh chị. Showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên Hà Nội, xe đẹp auto chuẩn 3S đầy đủ các dịch vụ từ sơn, sửa chữa, bảo dưỡng và độ phụ kiện xe chuẩn hãng. Và không để quý vị anh chị chờ lâu nữa thì chúng ta hãy đi di chuyển vào phần đầu xe với những thiết kế đường nét rất là bảnh đẳng cấp của chiếc Camry 2.5Q 2020, đúng không ạ? Nói về phong dáng của phiên bản 2020 này thì Camry đã tạo nên một bước ngoặt hoàn toàn mới và đánh dấu một sự thay đổi hoàn toàn từ option cho đến là phong cách. Các đối tượng khách hàng thì cũng đã trẻ hóa rất là nhiều, không còn là những bác trung tuổi thì mới lựa chọn Camry đâu ạ. Và bây giờ mọi người sẽ đi vào odo của chiếc xe và sẽ kiểm chứng ở phần lốp cho em nhé. Odo của chiếc xe đi chuẩn là 21.000 km và lốp láp vẫn còn rất là dày dặn đấy ạ. Đó. Chiếc xe với thiết kế thân rất là trải dài này, các đường nét được tinh tế tỉ mỉ, và tạo điểm nhấn đặc biệt nhất phải kể đến chính là phần đèn hậu quý vị anh chị nhé. Phần đèn hậu được vuốt dài và tổng quan ở phần đuôi xe, một thiết kế rất là tối giản thôi nhưng mà rất có điểm nhấn, đúng không ạ? Và điểm nhấn ở đây chính là dòng chữ Camry được thể hiện và dập nổ thương hiệu. Form chữ là form chữ độc quyền quý vị anh chị nhé. Thiết kế hai ống xả rất là cân xứng. Và bây giờ thì em Ngọc sẽ mở thêm về phần cốp cho mọi người để có thể trải nghiệm. Chiếc xe đang bị khóa cửa thì các bác đợi em một chút để em vào lấy chìa khóa cho mọi người nha. Chiếc xe có một tông màu nội thất là tông màu kem. Và đây là tông màu nội thất, sẽ là một tông màu nội thất đắt tiền nhất của Toyota Camry quý anh chị nhé. Với mỗi phiên bản mà tông màu nội thất kem thì giá tiền khi mà bán ra thì sẽ cao hơn, cao hơn so với những màu nội thất khác. Mọi người hãy di chuyển vào phần khoang cốp cùng em nhé. Chúng ta sẽ di chuyển đến phần lốp dự phòng trên xe nhé. Lốp dự phòng vẫn còn đầy đủ cùng bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn ạ. Đó. Em sẽ di chuyển một chút keo chỉ hay là những con ốc ở trên xe để cho các bác ở xa có thể xem được cận cảnh hơn. Tiếp tục thì sẽ di chuyển đến phần khoang nội thất của chiếc xe này nhé. Em đi sang bên này. Khoang nội thất với tông màu khoang nội thất là màu kem như em Ngọc đã chia sẻ với các bác. Thì đây là một tông màu nội thất sang chảnh và thể hiện tầm đẳng cấp rất là nhiều cho chiếc xe Toyota Camry. Và điều đặc biệt nhất nằm ở hàng ghế thứ hai, vì sao? Vì chúng ta sẽ có một không gian ngồi siêu rộng và độ ngả là có thể điều chỉnh được tại ở đây. Tất cả các nút bấm điều chỉnh bằng điện. Đó, và có thể kéo rèm bằng điện. Đây là một cái chi tiết rất hay khi mà chúng ta có thể lấy đồ được quý vị anh chị nhé. Bây giờ thì em sẽ mời mọi người di chuyển đến phần khoang lái luôn ạ. Chất lượng ghế da còn rất là đẹp. Một chiếc xe 2020 mà đi 21.000 km là một con số khá là ít đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy chất lượng ghế da như thế nào ạ. Có những thiết kế vân gỗ, tất cả các đường nét. Option trên xe bao gồm sẽ có cruise control, đàm thoại rảnh tay, nữ chuyển số trên vô lăng. Và ở phần cánh cửa thì chúng ta sẽ có nhiều ghế hai vị trí và ghế lái, ghế phụ đều được chỉnh điện. Đồng thời vào trong khoang lái thì còn có cả cửa sổ trời. Rất là ổn. Tiếp đến là màn hình giải trí trung tâm thì có một hệ thống loa JBL bao phê và rất là chất rồi. Thiết kế vân gỗ uyển chuyển, đúng không ạ? Da được bọc khắp mọi nơi mọi người nhé, không phải là nhựa đâu ạ. Bây giờ em sẽ mở vào phần khoang máy để cho mọi người có thể trải nghiệm được tốt hơn nhé. Với động cơ là 2.5Q thì chiếc xe là một phiên bản option được trang bị rất là đầy đủ rồi. Và cũng có nhiều khách hàng cũng lăn tăn hỏi em là 2.5Q thì có ăn xăng không. Thì em cũng đã trải nghiệm rồi. Khi mà em đi chiếc xe này với một chiếc 2.5Q nhưng mà của Santa Fe ấy, thì chiếc kem này ăn ít hơn quý vị anh chị nhé. Thế là bác không phải lăn tăn là em này ăn có nhiều hơn hay không đâu ạ.
nắp capo đã được thủy lực nên là mở rất là nhẹ nhàng đối với cánh phụ nữ như em. Chúng ta sẽ di chuyển vào phần khoang máy nhé. Tất cả các đường nét trên chiếc xe. Mọi người muốn quay cụ thể hơn ở mục nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline 0942899939 nhé, để chúng ta có thể xem được cận cảnh nhất tất cả các đường nét của chiếc xe này và hỗ trợ về tình về trả góp nữa quý vị anh chị ạ. Mọi người có cân đối trả góp thì bên em cũng hỗ trợ đến 70%. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chiếc xe này đang có mức giá chỉ khoảng hơn 1 tỷ thôi. Rất là cảm ơn mọi người. Xin chào và lại.